Thưa sư, chọn thầy học đạo như thế nào cho đúng? Chẳng lẽ nếu chọn sai vì thầy thì cả đời này ta không tu hành đúng được hay sao? Như vậy phải chăng ta phụ thuộc hoàn toàn vào người thầy của mình? Về cái việc chọn thầy đó, thì quý vị lưu ý, thứ nhất là vị thầy đó phải là một vị có trí tuệ đa văn, có nghĩa là đọc nhiều, hiểu nhiều và nghe nhiều. Thì khi đó vị thầy đó mới có khả năng dạy quý vị. Chứ còn mà đi gặp một cái vị thầy đó mà suốt ngày cứ kêu là thôi làm quét sân, nhổ cỏ, tưới cây, trồng trọt, chăn nuôi. Tôi biết là có như một số nơi đó bái sư học đạo nhưng mà thầy là suốt ngày chỉ cho làm việc thôi, làm việc quần quật, cái đồng ra đồng với cây cuốc, còn không có biết một chữ gì hết trơn, không có tu hành gì hết. Đấy, thì chúng ta phải biết lựa chọn chứ. Đấy, chúng ta phải biết lựa chọn chứ, đời của chúng ta nó đâu có thể nào mà bị lãng phí như vậy. Thành ra cái tiêu chí đầu tiên đó là vị thầy phải là một vị có đa văn, và cái tiêu chí thứ hai đó là vị thầy này cái phẩm hạnh đạo đức á thì phải ngó được, ít nhất là trong cái phạm vi chấp nhận được. Không cầu phải là cao tăng đắc đạo nhưng mà ít nhất là cái đạo đức của vị này là phải ổn, không có vấn đề. Rồi vị thầy này đó nói năng hay hành động thì nó không có xa lìa chánh pháp, thì đó là những cái tiêu chuẩn mà lựa chọn thầy. Mà nếu như á quý vị có thể thì tốt nhất á là đối chiếu những cái lời dạy của cái vị thầy của mình xem coi là nó có xa lìa bát chánh đạo hay không, hoặc là nó có xa lìa kinh và luật hay không. Nó đòi hỏi phải có trí tuệ đấy. Nó cũng giống như đó, một cô gái mà muốn gả cho một người đó thì cũng phải ít nhất là có trí tuệ để xem là cái con người này, thứ nhất là họ có bệnh tật gì hay không, có bệnh truyền nhiễm hay gì hay không, chứ lỡ cưới nhà một anh mà bị dính sida là tôi chết luôn đấy. Cái thứ hai là coi anh này anh có thói hư tật xấu gì hay không, như là có cờ bạc, rượu chè, trai gái hay không đấy. Rồi cô này cổ cũng phải coi là anh này ảnh có khả năng nuôi sống mình hay không. Chứ còn thời buổi này mà một túp lều tranh hai quả tim vàng thì không lẽ cạp đất mà ăn à. Thì ít nhất thì cô này cổ cũng phải có một vài cái tiêu chuẩn, có là cũng có trí tuệ để mà cổ xem xét lựa một người để làm chồng chứ. Chứ còn không lẽ bây giờ mình lấy đại một người mà không có cái sự suy xét hay sao? Thấy chưa? Rồi hay như cái ăn cũng vậy, mình ăn cái gì đó ít nhất là mình cũng phải biết là cái ăn cái món này mình có dị ứng hay không, rồi cái món này nó có phù hợp với sức khỏe của mình hay không, rồi mình ăn cái món này nó có phù hợp với túi tiền của mình hay không. Chứ không lý nào mà lương công nhân tháng 3 4 triệu mà nhảy ra ăn pizza, ăn KFC mà một buổi ăn hết 500 ngàn. Một tuần mình một tuần là phải ăn một bữa cho nó đã, thì xin thưa là cái đó là hơi bị thiếu thông minh. Đấy, ngay nhỏ nhặt như cái chuyện ăn uống, lớn hơn như cái chuyện lựa chọn phối ngẫu mà quý vị còn phải suy nghĩ mà. Thì nói chi đến cái chuyện mà lựa chọn vị thầy. Còn muốn quý vị nói là khôn nhờ dạy chịu thì sư chịu thua. Chịu thua. À, cái kiểu mà khôn nhờ dạy chịu là sư chịu thua. Tiếp qua cái câu thứ hai là có những người nói đọc kinh là để hiểu pháp học, còn thực hành thì cần có thầy dạy pháp hành. Vậy nếu đọc kinh Pali đúng mà chọn thầy dạy pháp hành sai, chẳng phải cũng là đi sai đường hay sao? Vậy việc cần có người thầy dạy pháp hành mới tu đúng được hay không? Xin thưa với quý vị đó,
là cái pháp hành thì một cái lời khuyên nhấn mạnh gạch đầu dòng bôi đỏ bôi đen để mà cho quý vị lưu ý, đó là nên tìm thầy. Quý vị có đọc kinh như thế nào đi chăng nữa đó thì cái phương pháp thực hành nó cũng sẽ có chênh lệch. Giống như một người mà họ đọc về cái phương cái mô tả một con voi mà họ chưa thấy con voi đó bao giờ, thì dù cho họ có tưởng tượng như thế nào đi chăng nữa đó thì cái con voi trong đầu óc của họ cũng lạ ghê lắm. Chỉ khi nào mà họ được một người dắt tận tay dây tận mặt để mà thấy cái con voi đó ra làm sao đó, thì khi đó nó mới có cái nhìn đúng đắn. Cũng vậy, quý vị đọc kinh nhưng mà cái sự hiểu biết của quý vị về cái pháp hành ấy nó vẫn có chênh lệch nha, nó vẫn có chênh lệch. Cho nên quý vị cần có một cái vị thầy hướng dẫn để mà quý vị hành thiền đúng. Nhưng mà không có lý do gì mà quý vị đọc kinh đúng mà thầy dạy sai mà quý vị không biết, chuyện nó không bao giờ xảy ra. Tại vì cái vị thầy dạy, cái kiến thức, cái pháp hành nó phải không xa lìa cái lý thuyết mà quý vị đọc. Có nghĩa là cái lời dạy trong kinh tạng nó không có xa lìa. Có các cái vị thầy mà dạy thiền như là thiền tứ niệm xứ hoặc là các cái đề mục và thiền chỉ, thì xin thưa là hầu hết ha, hầu hết các vị đó căn cứ vào một số bài kinh chủ yếu, đó là gì? Kinh Đại Niệm Xứ hoặc là kinh Tứ Niệm Xứ, Trường Bộ, Trung Bộ đều có. Kinh Quán Niệm Hơi Thở, rồi cái bộ Thanh Tịnh Đạo và cái bộ Phân Tích Đạo. Có dạy kiểu gì thì thường là các theo sư được biết là các truyền thống lớn như là Pa Ao Mahasi, rồi Mô Cốc, thì các truyền thống lớn thì không xa lìa những cái đoạn kinh gốc này. Và có thể diễn giải ra theo kinh nghiệm cá nhân của mỗi vị thiền sư hướng dẫn. Nhưng mà nó vẫn không xa lìa cái lý thuyết gốc. Còn khi một người mà hướng dẫn mà xa lìa cái lý thuyết gốc á, thì phải xem lại ha, chứ không có lý do gì mà như sư nói là khôn nhờ dạy chịu, thì cái đó này hết cỡ rồi, hết cỡ rồi, không còn gì để nói nữa.